Chào cả nhà nhé, hiện tại mình đang có mặt tại sân tập ở cầu Giàu Hai. Hôm nay các cầu thủ Lộ Hải Phòng sẽ có buổi tập tại sân. Trước mặt mình là Triệu Việt Hưng này. Xoay hết rồi không? Ôi sao? Đúng rồi. Nguyên đây, Hồ Minh Dĩ đây. Rồi, Tân Đạt, Hồ Minh Dĩ. Anh ấy cứ ở đây trước mặt tôi. Anh em cố gắng chuyền. Hay lắm.
Đi ra đi.
Cái nào luôn. Cũng một cái nào luôn. Hôm nay anh Tuấn. Trận rồi em nói đâu, chẳng ai gì. Không có gì đâu. Mắt tôi đi sang sớm.